Ngân hàng Nhà nước thì mới đây đã đưa ra và lấy cái ý kiến về cái dự thảo thông tư quy định về thực hiện cái dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung nổi bật của cái dự thảo này đó là cái việc giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Và trong cái video hôm nay chia sẻ với quý anh chị em và các bạn thì Thắng ơi sẽ dành ra ít phút thời gian để đánh giá và chia sẻ với anh chị em và các bạn nếu như cái thông tư này được thông qua. Ở đây là cái dự thảo còn đang xin ý kiến của các cái đơn vị thành viên. Thì nếu như cái dự thảo này được thông qua với cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc được giảm 50% đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi được phê duyệt theo cái quy định, tức là nó sẽ tác động như thế nào đến bất động sản và nó sẽ tác động như thế nào tới thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì trước mắt đầu tiên thì chúng ta phải bàn với anh chị em và các bạn một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là đây đang chỉ là cái dự thảo và đang xin ý kiến thôi. Còn việc có thông qua hay không thông qua thì chúng ta sẽ còn phải theo dõi và bàn thêm. Và do đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái dự trữ bắt buộc ở đây thì nó không phải là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho tất cả các ngân hàng. Tuy vậy thì nó có một cái điểm rất là quan trọng, đó là sẽ giảm cho các cái tổ chức tín dụng mà hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ được giảm khoảng 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định. Thì điều đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định rằng là cái dự trữ bắt buộc thì nó không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung mà nó ảnh hưởng chi tiết tới từng ngành nghề, đặc điểm các ngành nghề trong nền kinh tế, bất động sản có, chứng khoán có và các loại hình kinh doanh khác có. Lý do tại sao nó lại ảnh hưởng? Điểm đầu tiên chúng ta sẽ thấy được rằng là dự trữ bắt buộc là một là cái tỷ lệ mà cái số tiền mà ngân hàng và các tổ chức tín dụng phải trích lại để nộp cho ngân hàng nhà nước trên cái số đồng tiền mà các ngân hàng huy động. Tôi lấy ví dụ ngân hàng huy động được 10 đồng thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện tại là từ 1 đến 3% so và tùy theo từng cái kỳ hạn tiền gửi. Tôi lấy giả định là 3% đi thì ngân hàng các tổ chức tín dụng phải nộp cho ngân hàng nhà nước 3 đồng để dự trữ và ngân hàng nhà nước trả cho các tổ chức tín dụng với cái mức lãi suất cái tiền này là 1,2% trong một năm. Đấy, thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà cái tỷ lệ từ 1 đến 3% này nó chỉ còn khoảng từ 0,5 đến 1,5% thôi, tức là giảm đi một nửa với những cái tổ chức tín dụng mà hỗ trợ tái cấu trúc theo phương án phục hồi. Thì đương nhiên các ngân hàng trước đây tôi lấy ví dụ là có 97 đồng để huy động, bởi vì nộp lại 3 đồng thì có 97 đồng để thì sẽ bây giờ sẽ có là bao nhiêu ạ? Là sẽ có nhiều hơn 97 đồng, tức là cộng thêm với 1,5 đồng nữa. Thì cái phần tăng thêm 1,5 đồng này sẽ là cái nguồn tiền để các ngân hàng có thể hỗ trợ cho cái thanh khoản của ngân hàng, hỗ trợ cho việc có thể là nhiều cái lượng tiền hơn mà ngân hàng nhà nước sẽ không bắt nộp về nữa, ít ít phải nộp về. Và nó dẫn đến câu chuyện là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng sẽ dư giã nguồn hơn, và dư giã nguồn hơn thì sẽ có nguy cơ, tức là có cái khả năng sẽ không chịu cái áp lực tăng lãi suất nữa và có thể sẽ giảm huy động, và đồng nghĩa với việc là sẽ có việc là chứng cái lãi suất cho vay hoặc là giảm nhẹ cái lãi suất cho vay. Từ đó thì sẽ tác động rất tốt tới thị trường bất động sản, rất tốt tới thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế chung là nói chung. Thì anh chị và các bạn phải thấy rõ một vài nét như sau: khi mà áp lực tăng lãi suất không còn nhiều nữa khi cái thông tư này, cái dự thảo này được thông qua, thì lãi suất tiền gửi ngân hàng sẽ không bị thay đổi nhiều, thì sẽ dẫn đến là các cái đơn vị hiện bây giờ đang vay lãi suất ngân hàng thì họ cũng không e ngại lắm, bởi vì là không bị áp lực là tiếp tục lãi suất cho vay là tăng lên. Rồi, như vậy là chúng ta thấy được rằng là nếu cái thông tư này, nếu cái dự thảo này mà ok mà đen thì rất là tuyệt vời, ảnh hưởng rất tốt tới cái vấn đề là áp lực tăng lãi suất và sẽ là cái mồi, gọi là mồi mồi thuốc nhẹ nhẹ để có thể tác động tích cực đến thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và các cái thị trường khác. Và anh chị thấy là trong những ngày đầu năm thì cũng gọi là kỳ vọng vào cái vấn đề đàm phán thương mại là một, nhưng mà chủ yếu là kỳ vọng vào cái dự thảo này được thông qua.
thì thị trường chứng khoán đã có 3 4 phiên đầu năm tăng điểm rất là tốt, tích cực từ vùng giá 910 mà hôm nay đã là 950, tức là tăng khoảng 40 điểm tương đương với 5% cho 4 phiên đầu năm, mỗi phiên là trung bình là tăng khoảng trên dưới 1%. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy được rằng là bất động sản sẽ cũng sẽ bớt đi cái áp lực, bớt bớt đi cái áp lực, và cũng anh xin gọi là kỳ vọng cùng với anh chị em và các bạn là mong rằng là thị trường sẽ ổn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đi chi tiết những cái vấn đề liên quan tới cái dự thảo này. Thì dự thảo này nó có một cái câu từ rất là mơ hồ, đó là theo phương án phục hồi. Theo phương án phục hồi là như thế nào? Thì theo phương án phục hồi thì có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái tiền gửi theo phương án phục hồi. Thì cái việc mà để cái sự mơ hồ là tiền gửi nào là tiền gửi theo phương án phục hồi cho một số ngân hàng mà hỗ trợ tái cấu trúc các tổ chức tín dụng yếu kém, thì trong đó thì có ba ngân hàng lớn là Vietcombank, Công Thương và BIDV. Ba ngân hàng này thì đã chiếm là gọi là gần nửa số tổng cái lượng tiền huy động của nền kinh tế rồi. Thì chúng ta thấy được rằng là nếu như mà cái dự thảo này thông qua thì nó ảnh hưởng tới phân nửa số ngân hàng, tức là phân nửa cái lượng tiền huy động trong trong xã hội, và ba ngân hàng lớn nhất là Vietcombank, Công Thương và BIDV thì đều được hưởng lợi. Và như vậy thì chúng ta thấy là rất khó để có thể phân biệt là cái tiền gửi theo phương án phục hồi là những cái tiền như nào. Là đây là câu nói rất mơ hồ và khó hiểu, thì chúng ta cũng cần phải trong cái quá trình mà góp ý thì chắc là các cơ quan sẽ góp ý về cái câu chuyện này. Còn nếu như mà hiểu theo cái phương án phục hồi mà theo cái đối tượng được hưởng, tức là các tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ tổ chức tín dụng yếu kém, thì theo cái phương án mà để hỗ trợ ấy, thì các tổ chức tín dụng yếu kém thì chúng ta sẽ phải nêu rõ hơn, tức là chúng ta có thể chỉnh lại cái từ này bằng việc là giả sử như là ngân hàng BIDV hỗ trợ cho cái MHBS ngày xưa là sáp nhập vào thì kinh phí tốn bao nhiêu tiền cho cái đó, nhân lực bao nhiêu, quy trình tiền là bao nhiêu, tức là mọi cái nguồn lực của BIDV hỗ trợ cho cái ngân hàng yếu kém đó thì tính ra tiền là bao nhiêu, thì cái tổng cái số tiền hỗ trợ đó thì nó ví dụ như là 50.000 tỷ thì sẽ được giảm dự trữ tỷ lệ dự trữ trên cái 50.000 tỷ đó, hay là 100.000 tỷ, hay là 1 triệu tỷ để sử dụng để hỗ trợ cho cái ngân hàng kia trong một cái giai đoạn 10 năm để nó phục hồi lại từ yếu kém mà nó có thể sống lại được. Thì đó là theo các cái phương án phục hồi, thì theo chúng tôi thì hiểu là như thế. Thì chúng ta có thể chỉnh lại không 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 sử dụng cái từ theo phương án phục hồi nữa, mà sử dụng là theo cái giá trị mà nguồn nhận cái giá trị nhân lực, hoặc là gọi là giá trị tiền mà các cái tổ chức tín dụng mà đem đi hoặc là phải dùng đến để hỗ trợ cho các cái đơn vị tổ chức tín dụng yếu kém trước đó phục hồi trở lại xong xong cái giai đoạn ví dụ 10 năm chẳng hạn, thì hỗ trợ thì nó phải không phải là 10 ngày 1 ngày 2 mà nó phải là kéo dài rất là nhiều năm. Khi mà sáp nhập vô rồi thì phải rất tốn rất nhiều kinh phí nguồn lực để hỗ trợ đó, thì chúng ta cũng làm rõ chuyện đó. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi khác mà rất nhiều anh chị em và các bạn băn khoăn, đó là nếu như mà giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc 50% cho các cái tổ chức tín dụng mà có tham gia về tái cấu trúc, thì trong đây thì tiêu biểu nhất là Vietcombank, BIDV và Công Thương, ba ngân hàng lớn nhất, thì nó ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước như nào? Thì về nguyên lý, tức là về lý thuyết mà nói, thì các cái công cụ mà gọi là tăng giảm lãi suất rồi dự trữ bắt buộc rồi các cái vấn đề liên quan tới ngành ngân hàng á, thì về bản thân nó chỉ là một cái công cụ thôi, nó chỉ là một cái công cụ để mà phục vụ cho cái việc điều hành chính sách cũng như là kiềm chế cái lạm phát và cái đảm bảo cái thanh khoản hệ thống ngân hàng thôi. Tuy vậy thì nếu hiểu đúng và hiểu chúng, chúng ta phải hiểu sâu sắc hơn, thì rõ ràng là nó ảnh hưởng không hề nhẹ tới 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 thu ngân sách. Bởi vì tại sao tôi lại nói là nó ảnh hưởng không hề nhẹ đến thu ngân sách, và trong quá trình mà nghiên cứu về cái vấn đề là có nên hay không nên sử dụng cái phương pháp này hay sử dụng một phương pháp khác cho cái câu chuyện là hỗ trợ các ngân hàng trong cái chuyện mà họ với bỏ cái năng lực của họ ra để hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém trong cái giai đoạn tái cấu trúc trước đó, thì chúng ta sẽ bàn tiếp là như này. Khi mà cái số tiền mà các ngân hàng trong hệ thống từ các tổ chức tín dụng đóng về nộp về cho ngân hàng nhà nước theo cái quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 1 tới 3%, tôi lấy giả định là 3% đi cho nó dễ nói chuyện, 3% là thì ngân hàng nhà nước trả lại cho lãi cho các ngân hàng này là 1,2%, 1,2% năm cho cái khoản tiền mà phải đóng về ngân hàng nước. Tại sao lại có chuyện này? Người ta bảo vô lý thế, các tổ chức được sao phải đóng về nhà nước?
Thì thưa với anh chị em và các bạn, lĩnh vực kinh doanh tín dụng, tức là tín dụng là lấy niềm tin để người ta sử dụng, và phải niềm tin tối gọi là tối đa nhất, đó là nhà nước và ngân hàng nhà nước, để khi mà có vấn đề gì đó thì sẽ có người mẹ cuối cùng, có bầu sữa cuối cùng hỗ trợ, nên người ta mới tin tưởng để sử dụng. Thì vì đó, lý do đó nên là để tránh những cái trường hợp mà ví dụ như mất niềm tin, hoặc là có những ngân hàng mà nó có vấn đề này, ví dụ như yếu kém gì đấy trong giai đoạn trước đó, thì có ngân hàng nhà nước là cái bệ đỡ cuối cùng để họ hỗ trợ, và để có họ có nguồn lực để hỗ trợ, thì họ cần phải có một cái gọi là dự trữ bắt buộc, tức là số tiền của các ngân hàng kia phải đóng về để họ lấy cái nguồn lực đó để hỗ trợ một số cái điểm cục bộ nếu có vấn đề. Thì vì vậy nên là phải đóng về cho họ 3%. Tức là chúng ta, những ngân hàng, bất kỳ một tổ chức tín dụng nào huy động của dân chúng 1 đồng, 100 đồng thì phải đóng về cho ngân hàng nhà nước 3 đồng và họ trả lãi 1,2% cho một năm. Tuy vậy thì những cái ngân hàng trong quá trình mà hoạt động, vì là cái dòng tiền vay và dòng tiền huy động nó sẽ có cái sự dịch chuyển, tức là huy động về sẽ phải cho vay. Cái dòng tiền thuần hàng ngày, tức là gọi là dòng tiền lưu động á, thì một số ngân hàng trong một số giai đoạn bất thường nào đó, vì lý do nào đó mà bị rút tiền nhiều hay bị cái vấn đề gì đó mà cái thanh khoản, cái dòng tiền nó không được ổn định, thì họ cần phải có một cái nguồn hỗ trợ, thì có thể là vay liên ngân hàng, tức là đi ngân hàng khác vay về để hỗ trợ ngắn hạn. Còn một cách đơn giản nhất mà hay sử dụng đó là vay của tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước và vay tái chiết khấu của ngân hàng nhà nước. Thì hai cái khoản vay này thì ngân hàng nhà nước sẽ dùng chính cái nguồn lực mà của các ngân hàng đóng về dự trữ bắt buộc đó để cho vay, để hỗ trợ cho những một số ngân hàng có vấn đề, có nhu cầu. Thì lãi suất ở đây là 6,25% cho là tái cấp vốn và 4,25% cho là gọi là tái chiết khấu. Thì ở đây chúng ta thấy chỉ chênh lệch 1,2% với 4,2% và 6,2%, thì nó chênh lệch ở đâu đó từ khoảng 3 tới 4% cái phần tiền lời mà ngân hàng nhà nước thu về. Thì cái khoản này là cái khoản mà để sử dụng cho các cái hoạt động của ngân hàng nhà nước cũng như là đóng về ngân sách. Thì thưa với anh chị em và các bạn, chúng ta thấy 2 đến 3% là ít lắm. Ít lắm, nhưng mà thưa với anh chị thế này này, chúng tôi tính sơ bộ là tổng huy động, tức là tổng cái tiền huy động của toàn xã hội mà của tất cả các tổ chức tín dụng thì nó nằm ở khoảng đâu đó từ 6 tới 7 triệu tỷ. Từ 6 tới 7 triệu tỷ. Như vậy là chúng ta thấy là phân nửa, nếu được theo cái thông tư này là phân nửa, tức là khoảng Vietcombank, BIDV và Công Thương được hưởng lợi từ cái chính sách này, thì nó nằm ở khoảng tầm từ 3 tới 3,5 triệu tỷ được gọi là áp dụng cho cái chính sách này. Chúng tôi cứ tính tạm tính thôi, 3,3 đến 3,5 triệu tỷ cho áp dụng. 3 đến 3,5 triệu tỷ thì chúng ta sẽ, các cái tổ chức tín dụng này sẽ phải đóng từ 1 tới 3%. Chúng tôi lấy cái con số 3% đi cho cái tổng tiền là 3 đến 3,5 triệu tỷ. Thì chúng ta dùng cái phép toán để nhân ra sẽ biết được rằng là nó nằm ở khoảng bao nhiêu tiền phải đóng về cho ngân hàng nhà nước. Và cái khoản chênh lệch lãi này nó sẽ là đóng một cái vai trò là cực kỳ lớn cho ngân sách. Và nếu như điều chỉnh cái tỷ lệ dự trữ này xuống, tức là cái số tiền mà không phải là còn từ 1 tới 3% của 3 đến 3,5 triệu tỷ mà được áp dụng nữa, mà nó thấp hơn, thì chúng tôi thấy cái con số cụ thể thì phải tìm trong ngân hàng nhà nước ấy. Còn chúng tôi lấy chung chung thì nói anh chị và các bạn hiểu như vậy. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy được rằng là ảnh hưởng rất lớn. Và cái việc hỗ trợ này thì nó sẽ mang tính chất cào bằng. Và cái anh chị và các bạn phải lưu tâm là khi mà không phải đóng, tức là giảm một nửa từ 1 tới 3% mà giảm còn 0,5 tới 1,5% thôi, thì đồng nghĩa với việc là giống y chang giống năm 2009 là chúng ta hỗ trợ lãi suất 4%. Anh chị và các bạn nhớ cái gói hỗ trợ lãi suất 100.000 tỷ mà chính phủ năm 2009, hình như không nhầm là tháng 6 năm 2009 là hỗ trợ lãi suất 4% cho các tổ chức tín dụng, cho các cái khoản vay mà gọi là cho trực tiếp những người vay trong giai đoạn đó. Vì bây giờ thì lại có một cái câu chuyện đó là hỗ trợ, nếu cái này mà ra đời thì đương nhiên là chúng ta gần như là sẽ hỗ trợ thôi, hỗ trợ cho chính các ngân hàng khoảng 4%, từ 3 đến 4%. Vậy thì cái số tiền là bao nhiêu thì chúng ta dễ dàng là lấy 3 triệu tỷ nhân với 3 triệu tỷ anh chị em và các bạn, 3 triệu tỷ mà nhân với khoảng đâu đó là 3% đi, thì chúng ta sẽ ra số tiền. Sau đấy chúng ta lấy cái số tiền đó nhân với 3% nữa là sẽ ra cái tỷ lệ hỗ trợ là bao nhiêu. Đó, anh chị và các bạn thấy tính là nó lớn như thế nào. Và nó tác động như thế nào đến cái chính sách.
thì thưa với anh chị em và các bạn thì tác động chứ, tác động đến chính sách chứ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta mà để cho ngân hàng, giả sử trước đây ngân hàng chỉ được sử dụng 97 đồng, 3 đồng phải đóng vào dự trữ bắt buộc, thì bây giờ ngân hàng sẽ được sử dụng tới 98 đồng 500, 98,5 đồng và chỉ đóng vào ngân khố có 1,5 đồng thôi theo cái tỷ lệ này. Thì cái dòng quay, cái vòng quay dòng tiền mà khi mà cái ngân hàng nó sử dụng thêm 1,5 đồng mà không phải đóng dự trữ bắt buộc thì nó sẽ nhân lên cấp số nhân, tức là nó sẽ xoay vòng và nâng lên rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều, rất rất nhiều luôn đến cái hệ thống tín dụng và đến cái việc mà thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Thì vậy chúng ta đặt cái câu hỏi tiếp theo là tại sao các ngân hàng, tại sao lại phải hỗ trợ cho các ngân hàng? Tại sao là phải làm cái chuyện này trong khi nền kinh tế vẫn còn đang khá tốt và khá ok? Thì câu trả lời của các cái tổ tổ chức gọi là quản lý và nhà điều hành, họ sẽ trả lời là bởi vì các ngân hàng này đã giúp ngân hàng nhà nước hỗ trợ các cái tổ chức tín dụng yếu kém trong cái giai đoạn trước, tái cấu trúc. Rồi, ok, thì vậy tức là họ đang mạnh, họ đang khỏe mà họ phải hỗ trợ cái thằng yếu để cho thằng yếu nó lên. Vậy một câu hỏi tôi để mở cho anh chị, họ cho anh chị gọi là tự trả lời. Câu hỏi mở thôi, tôi không trả lời. Vậy tại sao lại có những cái thằng yếu kém? Tại sao lại có những cái thằng yếu kém và lỗi của thằng yếu kém từ đâu mà ra? Rồi, ok, tôi để mở như vậy anh chị và các bạn cứ thể có thể nếu mà được thì cứ trả lời ở phía dưới bình luận tại sao lại có những thằng đó và nguyên cớ từ đâu. Và chúng ta nếu như mà để trả lời câu hỏi này thì chúng ta hãy quay lại lịch sử của cái việc hỗ trợ các cái vấn đề về điều hành ngân hàng trong giai đoạn trước đó. Rồi, tôi gợi ý như vậy. Tiếp theo, vậy có cách nào khác để hỗ trợ các cái tổ chức này mà không liên quan đến cái chính sách mà dự trữ bắt buộc mà nó vẫn ổn, mà nó vẫn đúng và nó vẫn trúng hơn không? Thì theo quan điểm của chúng tôi thì có và làm ra cụ thể chứ không thể quy định chung chung theo cái cách của cái dự thảo này đang nói, tức là chung chung theo phương án phục hồi được. Theo phương án phục hồi là phải làm rõ, đã là kinh doanh thì phải làm rõ là hỗ trợ cho ngân hàng ít xì bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực và nhân lực đó quy thành tiền là bao nhiêu và giá trị tổng thể của việc hỗ trợ để cho cái ngân hàng yếu kém nó phục hồi. Chúng tôi không bàn đến cái chuyện là quá khứ nữa, tức là không lật lại quá khứ, không xét lại nữa, nhưng mà chúng ta đang nói đến chuyện là bây giờ tạm thời là chúng ta làm cái câu chuyện là hỗ trợ. Vậy hỗ trợ thì phải làm rõ là hỗ trợ bao nhiêu và hỗ trợ như vậy thì sẽ được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trên bao nhiêu số tiền. Đó là cách thứ nhất, làm rõ như vậy để không mập mờ, để chơi bài là đánh đồng sang ao là theo cái quy định này kia, sau đấy từ đó diễn dịch rồi có những cái vấn đề mà gọi là nó sẽ tiềm ẩn những cái tiêu cực trong cái quá trình mà thanh tra kiểm tra của ngân hàng nhà nước nói riêng và của chính phủ nói chung, thì nó sẽ công khai minh bạch cái vấn đề. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có cách nào khác không mà không liên quan đến dự trữ bắt buộc mà để làm cho cái dự trữ bắt buộc nó sẽ là cái vòng tiền xoay vòng, thì chúng ta sẽ có cách như thế này. Thay vì là gọi là những cái ngân hàng mà không tham gia cái quá trình hỗ trợ phục hồi tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém, hỗ trợ trong cái quá trình mà giúp ngân hàng nhà nước và chính phủ hỗ trợ những cái ngân hàng yếu kém, thì thay vì cho vay tái cấp vốn và cho vay tái chiết khấu với cái lãi suất 6,25% năm và 4,25% năm, thì chúng ta có thể có một cách, đó là cho họ tiền bằng việc đó là giảm cái tỷ lệ này xuống, không cần phải dự tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Bởi như vậy, tại sao chúng tôi lại nói câu chuyện này? Bởi vì như vậy thì những cái ngân hàng mà không tham gia tái cấu trúc họ sẽ kiện. Tại sao họ lại kiện? Họ tức là họ không phải là kiện mà là họ cảm thấy rằng là không công bằng. Lý do là bởi vì khi mà hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc á, mà nó sẽ liên quan đến tổng tiền huy động, và như vậy thì các ngân hàng mà được cái chính sách này họ sẽ huy động càng nhiều thì họ lại càng được lợi. Anh chị và bạn hiểu hiểu không nào? Ví dụ như bây giờ là ba cái ngân hàng mà được hỗ trợ này thì một nửa trong cái tổng tín dụng là 7 triệu tỷ thì là 3,5 triệu tỷ thôi. Nhưng sau này là họ không phải là một nửa nữa, họ huy động nhiều hơn thì họ được hưởng cái tỷ lệ nhiều hơn ở cái chỗ này. Thì anh chị và các bạn hiểu nôm na nó như thế. Thì các cái tổ chức tín dụng mà không tham gia tái cấu trúc thì họ sẽ không được hưởng lợi gì cả và họ vẫn phải đóng cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc 3%. Thì như vậy nó thiếu công bằng và nó không làm rõ, tức là nó không công khai minh bạch cái vấn đề là anh tham gia hỗ trợ thì anh mất bao nhiêu tiền thì anh được hỗ trợ thế nào. Thì bằng thay vì thế chúng ta không không giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tức là
cái quy định này là quy định chung để chuẩn hóa cho cái việc mà chúng ta thúc đẩy các cái vấn đề tiếp theo của việc chuẩn hóa 3CO2, thì chúng ta nên làm theo cái phương pháp mà theo cá nhân chúng tôi là làm rõ là lãi suất tái cấp vốn cho các những cái ngân hàng mà hỗ trợ này không phải 6,25% nữa mà là 2% chẳng hạn, thì tức là cho họ 4,25% hoặc là 2,25% thôi thì cho họ 4%, và cái khoản này chúng ta có thể tính ra được bằng tiền và thời gian bao lâu. Ví dụ như thời gian để hỗ trợ tái cấp vốn để hỗ trợ gọi là phục hồi là 10 năm, thì chúng ta hoàn toàn có thể cho họ cái việc là lãi tái cấp vốn này trong 10 năm, và cái số tiền cụ thể thì chúng ta biết được. Còn cái câu chuyện mà dự trữ bắt buộc là sẽ không cụ thể được số tiền, bởi vì cái tỷ lệ tiền huy động nó sẽ thay đổi trong theo thời gian, nên chúng ta sẽ rất khó trong cái câu chuyện kiểm soát. Thì cách làm thì theo cái phương án của chúng tôi là như thế. Thì vài cái chia sẻ và nói về cái câu chuyện gọi là cái dự thảo và góp ý cho cái dự thảo, góp ý cho thủ tướng và góp ý cho cơ quan điều hành về một vài cái điểm cần phải lưu ý như thế. Và có như thế thì chúng ta là đúng đúng đóng đúng cái vai trò điều hành, tức là chúng ta không có thiên vị cho đơn vị nào cả, và chúng ta làm rất rõ BIDV hỗ trợ là bao nhiêu tiền, số tiền đó thì được gọi là được 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 hỗ trợ bằng việc là giảm cái tỷ lệ lãi tái cấp vốn, giảm trong bao lâu, và cái việc các anh hỗ trợ cái phục hồi của người ta bao nhiêu năm, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái việc mà giảm cái tỷ lệ tái cấp vốn cho các anh bấy nhiêu năm theo cái nhu cầu thực tế của các anh. Đấy, như thế nó rất là rõ ràng, và cái số tiền mà tái cấp vốn là chúng ta biết được, là ví dụ như ngân hàng nhà nước cho BIDV hỗ trợ tái cấp vốn bao nhiêu tiền trong năm 2019, đấy, trong năm 2020 thì cho BIDV hỗ trợ tái cấp vốn bao nhiêu tiền, và chúng ta tính được là sau 10 năm thì đã hỗ trợ BIDV bao nhiêu tiền tái cấp vốn, lãi suất thấp hơn so với những ngân hàng khác, và chúng ta biết được rằng là với cái chênh lệch lãi suất đó so với những ngân hàng khác thì đã hỗ trợ cho BIDV bao nhiêu tiền so với cái tiền mà BIDV đã làm cái công tác gọi là hỗ trợ phục hồi cho một ngân hàng yếu kém, thì nó tương đồng chưa? Nó giống như kiểu cái câu chuyện mà lâu nay chúng ta hay nói là BOT ấy, thu bao nhiêu thì đủ. Bây giờ cứ làm mập mờ theo kiểu là một cái dự án BOT là 100.000 tỷ, sau đấy là thu thì không có kiểm soát theo cái kiểu là tự khai hay là gì đấy. Nói chung là trong cái BOT tôi không có rõ lắm, nhưng mà trong cái câu chuyện ngân hàng thì tôi cũng cũng có thể góp ý như thế, để trong cái quá trình mà sửa cái dự thảo này thì anh chị và các bạn làm công tác quản lý nên lưu ý rõ chuyện đó, chứ đừng có cào bằng, đừng chơi cái bài là chung chung, nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề hệ lụy. Và cái hệ lụy mà chúng ta đã thấy được là năm 2009 á, hỗ trợ lãi suất 4%, tiền không đi vào hoạt động kinh doanh mà nó lại đi vào một cái vấn đề đó là đảo nợ anh chị em và các bạn ạ. Nó không đi vào kinh doanh, doanh nghiệp nó không hấp thụ vốn mà nó đảo nợ. Còn cái câu chuyện chúng ta hỗ trợ cái phần tỷ lệ dự trữ bắt buộc này, nó sẽ đi đến một cái vấn đề đó là không giúp cho các ngân hàng phải biết đường, phải xử lý làm sao để cho cái dòng tiền huy động và dòng tiền cho vay nó cân đối, nó không mất thanh khoản. Và cái dòng tiền cho vay cần phải gọi là tăng cường cái tính kiểm soát về kiểm soát nợ xấu, để tránh việc cái dòng tiền cho vay không về. Giả sử như ví dụ cho vay một đơn vị A đến hết năm 2019 là tiền trả nợ về để nó bổ sung vào cái dòng tiền, cái phần để cho người người khác vay, nhưng mà vì cái vấn đề là cái khoản nợ A này anh chị đánh giá không tốt dẫn đến nợ xấu và dẫn đến cái chuyện tiền không về và anh chị bị căng thẳng thanh khoản, thì câu chuyện chúng ta càng hỗ trợ âm thầm mà hỗ trợ theo cái kiểu mà lấy lý do là hỗ trợ tái do tái cấu trúc ngày trước ngân hàng yếu kém rồi làm một cái việc mà không đâu vào đâu, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện hệ lụy cho tương lai rất là cao. Đó chính là các ngân hàng cẩu thả trong cái việc gọi là vay và cho vay, điều này là điều rất quan trọng và là trọng gọi là trọng yếu của nền kinh tế xã hội, nên anh chị và các bạn nên lưu tâm. Thì đó là vài cái chia sẻ về cái tục gọi là tập hợp của chúng tôi, mong anh chị và các bạn gọi là có những cái phản hồi tích cực và những cái câu trả lời xin được để lại ở phía dưới, cũng như những câu hỏi mà anh chị và các bạn muốn chúng tôi chia sẻ thì vui lòng là để lại phía dưới. Cảm ơn anh chị em và các bạn, nhớ đăng ký kênh. Những anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, đăng ký rồi thì hãy ấn lại cái chuông để có thể nhận những cái thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.